Hello, xin chào cô chú chị với các bạn quay trở lại với kênh của Thành Lê USA nhé Bây giờ mình sẽ chia sẻ với mọi người một chủ đề khá là gây tranh cãi Nó đó có biệt danh là Mỹ Màu Đây là một cái biệt danh mà cái tụi gato nước khác nó dành cho những người nào mà không phải Mỹ trắng ở trên đất Mỹ này Tại vì nó nói là tụi mày mê Mỹ quá, tụi mày khen Mỹ quá, tụi mày bưng bô Mỹ quá, tụi mày quá là Mỹ đi Mặc dù tụi mày không phải Mỹ thành ra bữa nay mình sẽ giải ngu cho mấy người, người đó ha, giải ngu chứ không còn giải ngố nữa giải ngu cho mấy người đó tại mấy người đó trước tiên họ không có thông minh có tí xíu nào hết tại cái điều ngu đầu tiên của mấy người đó là để mà được làm mỹ màu á, là cái điều đầu tiên á, là phải được định cư mỹ à, mà định cư mỹ là cái điều mà mơ ước của hàng tỷ người trên thế giới này bao gồm có những cái con người gato đó chẳng qua là họ lúc nào họ cũng chối đúng không nhưng mà cái sự thật là họ không có đường để mà họ đi qua mỹ nhưng mình đã nói rất nhiều lần rồi họ không có tiền không có người thân bên mỹ thì họ sẽ đi qua mỹ bằng cái đường nào bây giờ qua bằng cái đường nào không có đường nào hết không có đường trừ khi loại biển thái bình dương thôi ok và thứ hai nữa là gì cuộc sống của người mỹ mạo trên đất mỹ này á nó ngang bằng với cuộc sống của những người giàu ở những nơi khác đúng chưa người giàu ở những nơi khác đi xe hơi đúng không thì người dân trên đất mỹ này họ cũng đi xe hơi đúng chưa còn mấy cái đứa ga tô đó là tụi nó không có xe hơi đi tại nó không có tiền ok người giàu khác ở nhà đầy đủ tiện nghi máy lạnh tivi bự tiện nghi đầy đủ máy tính điện thoại iphone đúng chưa? thì người mỹ mạo trên đất mỹ này cũng là có đầy đủ tiện nghi vật chất những thứ như vậy đúng chưa? một lần nữa cái bọn gato tụi nó không có tiền để mà tụi nó trang bị kiểu đó đúng không? À. Rồi con nhà giàu ở những uh, nước khác Họ cho con họ đi học trường uh, quốc tế uh, Đi vô học bên Mỹ, bên châu, đúng chưa? Tại người Mỹ này Mỹ màu hơn ngay trên đất Mỹ này Con con cái của những người trên đất Mỹ này như mình à, Thì cũng là gì? Học trường Mỹ, đúng không? Học đại học Mỹ, học giáo dục Mỹ, đúng chưa? Còn mấy cái đứa gato đó Tụi nó sẽ không bao giờ được Bước măng uh, chăn vô uh, mấy cái hệ thống trường mà cao cấp đó Ngoại trừ với tư cách là À, nhân viên đi làm hay sao chứ cái đó, cái kiểu mà đi học là tụi nó không có tiền, đúng à. không? nào, nói tới mà việc mà xài đồ Mỹ nữa à người giàu ở nơi khác người ta xài đồ Mỹ đúng không? Còn người dân mà ở trên đất Mỹ này mỹ màu xài đồ Mỹ mỗi ngày luôn. Ok. <laughs> cái này là cái điều chắc chắn. À đúng chưa? Còn mấy cái đứa Ga to đó tụi nó không có tiền. Không có tiền thì không thể nào xài đồ Mỹ được. Ok, nó đó là chuyện nó nó rất là vô lý. đúng à. không? còn ở những người giàu ở những nơi khác họ có thể vui đi du lịch đó đây đúng chưa đúng chưa à, thì những người mỹ như mình những hay còn gọi là mỹ màu đây cũng có thể đi du lịch đó đây điều đầu tiên là gì cái hộ chiếu mỹ nè đúng không và mình cũng có thể đi du lịch đó đây khắp thế giới không khá là dễ dàng không gì đặc biệt hết tại vì đơn giản là mình là mỹ không? mình không có cần phải chứng minh tài chính hay là công an việc làm sự ràng buộc gì cho nước mỹ này hết á chỉ cần gia đình mình rảnh gỏi có thời gian ha à, và dĩ nhiên là qua bệnh cô nào lại là mình lại đi tiếp nó không rất đơn giản không gì đặc biệt hết còn ở những nơi khác thì người ta người giàu thì có, tiền đi bình thường rồi đó còn mấy cái đứa ca tô tụi nó không bao giờ được đi hết á tại trước tiên không có tiền thứ hai nữa chứng minh gần buộc tài chính thu nhập không đủ rồi sao đi sao đi ai cho đi đi để nó cho nó không chịu về rồi sao đúng không vậy quá vô lý bởi vì không cho đi rồi nè vậy chuyện mà bình thường không ăn uống à, ăn uống người giàu khác thì người ta ăn uh, cua hoàng đế tâm hồn là chuyện bình thường đúng chưa cua hoàng đế tâm hồn bầu ngư di cá là bình thường người dân ở trên nước mỹ này mỹ Mao, ha <laughs> đây là bất cười nhất mỹ Mao cũng ăn bầu ngư di cá <laughs> tâm hồn cua hoàng đế rất bình thường đúng không đó mọi người cũng thấy có khá là nhiều người ta ăn dĩ nhiên mình không có làm video gì mấy cái chủ đề đó tại vì ăn mấy cái đó nhiều nó không có tốt cho sức khỏe không? nhưng mà không, cua hoàng đế với tôm hùm cho nước mỹ này nó khá là ghẻ nó không có mắc bỏ gì ở đây hết trơn Nói không? còn đối với những cái đứa gà tô, nó không có ăn được tại vì một ký tôm hùm hay là một ký cua hoàng đế nhiều khi bằng cả tháng lương của tụi nó là mọi người có thấy không anh gái nó không ăn được cái mấy cái món mà gọi là sơn hào hải vị đó Nghe không còn nó vụ khác nữa à Nào. còn cái chuyện mà cái điều căn bản nó bình thường nè cái như như mà cái điện thoại thôi Điện thoại iPhone này, điện thoại iPhone mấy cái dòng iPhone 11, iPhone 11 Pro rồi đó. Người dân giàu ở nơi khác ha là hay là khá lương cao cao gì chỗ khác, người ta cũng xài được vậy, bình thường đúng không? Bên nhưng mà người dân bên đó, đó phải là bình thường. Hầu như đứa con nít nào nó đi học nó cũng có cái iPhone mà đời mới hết á, tại vì bên Mỹ này mua trả góp, chuyện rất bình thường còn mấy cái đứa gato nó thèm mà nước miếng nhiễu bịch bịch luôn á tại vì trước, tiên là mấy người đó không có tiền thứ hai nữa là không ai cho họ trả góp hết á ok tại vì lương của họ không có đủ để trả góp thành ra họ không có được mua trả góp thôi video cũng đã khá dài rồi. mình chỉ muốn giải ngôn một số điều cho những cái người mà gato đó thôi uh, hy vọng là cô chú anh chị có thể uh, ủng hộ mình giùm ha thank you bye bye now thank you